Ở phần này chúng ta sẽ thực hành với Second Level Caching ở trong Hibernate sử dụng ehcache. Chúng ta mở class measurement ra. Thì phần trước chúng ta đã thực hành một cái chỗ là liên quan section ở đây. Thì khi các bạn close section và các bạn mở một section khác để query cùng một object group thì nó sẽ query hai lần. Bởi vì mặc định ở trong Hibernate nó chỉ sử dụng First Level Caching, có nghĩa là mỗi section nó sẽ có một cái object riêng. Thế là giả sử chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta chạy lại, chúng ta sẽ thấy khi đọc màn hình thì các bạn bỏ qua những câu lệnh in ra màn hình này và các bạn để ý rằng là chúng ta có hai câu lệnh select, có nghĩa là Hibernate đã thực hiện query hai lần vào trong cơ sở dữ liệu để đọc ra cùng đúng một object là group với ID là 1. Bây giờ để sử dụng second level caching ở trong Hibernate thì chúng ta cần làm hai việc. Đầu tiên là chúng ta cần phải configuration ở trong file XML ở đây, thì chúng ta cần phải set property là turn on nó lên. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải set được cache provider ở đây. Thì trước khi đó thì chúng ta sẽ phải cần mở WebPorm ra. Hibernate có thể sử dụng được nhiều third party provider, thì trong phần này chúng ta sẽ sử dụng ehcache trước. Bây giờ các bạn vào Google, các bạn sẽ search là ehcache như này, Maven, và các bạn mở cái này ra. Đồng thời các bạn sẽ search là Hibernate ehcache Maven như này và các bạn mở cái này ra. Lúc này ở trong cái repo của ehcache các bạn click vào một cái bất kỳ cái đầu tiên 2.10.4 đây, các bạn copy lại và paste vào trong cái file của chúng ta. Tiếp theo là vào trong Hibernate chúng ta sẽ copy cái phiên bản mà chúng ta đang dùng là 4.3.11 ở đây, các bạn copy cái này, copy lại và cũng paste vào đây, xóa hai cái này đi. Ở đây chúng ta đã bổ sung thêm một cái dependency của ehcache với version 2.10.4 và đồng thời chúng ta bổ sung một cái dependency liên quan đến Hibernate ehcache ở đây. Thì lúc này các bạn mở cái Maven ra, các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái liên quan để ehcache core ở đây, ehcache 2.10.4 và có một cái Hibernate ehcache ở đây. Như thế là chúng ta đã setup xong cái phần dependency cho ehcache. Rồi chúng ta mở cái Hibernate configuration ra thì chúng ta cần phải thêm hai property. Thì cái name của nó sẽ là hibernate.cache.zew second level cache như này, và chúng ta để nó là true, tức là chúng ta turn on nó lên. Cái property tiếp theo có tên là hibernate.cache.reason.factory class như này, tức là chúng ta cần phải khai báo một cái factory class ở đây. Các bạn mở gói ra Hibernate ehcache ở đây và các bạn tìm đến class là ehcache reason factory đây và các bạn copy cái này lại. Copy qualify name và các bạn paste vào đây. Các bạn xóa cái đuôi class này. Thì như vậy là chúng ta đã config thêm hai cái property cho hai configuration. Đầu tiên là view second level cache và cái region.factory class ở đây, tức là chúng ta define ra cái factory ở trong ehcache để dùng để thực hiện cái việc caching. Và tiếp theo trong group là chúng ta cần phải config một cái nữa, đây là chúng ta cần phải mark group này để nó có thể được cache. Thì cái này chúng ta sẽ sử dụng một cái annotation là như này, cache như này. Nó nằm ở trong gói annotation.cache ở đây. Và lúc này chúng ta cần phải thêm một cái attribute cho nó là uses. Thì uses này chính là cái mục đích sử dụng của trong transaction. Thì ví dụ như là none hoặc là none restrict read write hoặc là read only hoặc read write đây, và transactional thì chúng ta sẽ sử dụng read only cho nó đơn giản ở thời điểm này vì chúng ta chỉ cần đọc. Như vậy là chúng ta đã config thành công. Bây giờ chúng ta vào management và chúng ta chạy. Thì các bạn sẽ thấy ở đây lúc trước là Hibernate thực hiện hai lần query vào trong database, thì bây giờ chúng ta chỉ có duy nhất một lần. Ở trong dòng log chúng ta nó chỉ hiển thị ra đúng một lần select vào trong cơ sở dữ liệu. Thì như vậy là giữa hai section này, section khi chúng ta mở lần đầu và mở lần hai đây, thì thay vì cái việc query vào trong cơ sở dữ liệu thì nó đã kết sinh thành công. Và trong lần thứ hai thì nó chỉ việc tạo ra từ trong phần caching mà thôi. Như vậy chúng ta đã thực hiện thành công cái việc second level caching cho cái object group này. Tổng kết lại, để thực hiện được second level caching thì chúng ta cần phải làm 3 việc. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải khai báo dependency liên quan đến một cái caching provider. Cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ phải config thêm hai cái property ở trong file configuration của Hibernate là turn on cái second level caching lên và đồng thời cung cấp một cái factory class ở đây. Cái thứ ba nữa là với cái object nào chúng ta muốn caching thì chúng ta cần phải vào class đấy và chúng ta khai báo thêm một cái annotation như thế này ở trên cái phần khai báo class, và chúng ta cần phải define ra cái concurrency strategy cho nó, read only hay là transactional hay là read write chẳng hạn, và sau đấy thì chúng ta có thể sử dụng được second level caching.